người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đã rất lâu rồi thì mình không có quay vlog. Trong tuần trước mình có đi Đà Nẵng với bố mẹ mình, sau đó thì mình về Hà Nội một ngày và hôm sau thì mình lại đi Hội An với cả hội chị em đồng nghiệp của mình. Thì cả hai chuyến đi đấy đều là chuyến đi rất là vui, thực sự là rất là vui luôn. Nhưng vì nó quá vui thì lúc mà mình về đến Hà Nội thì mình bị post travel blue. Không biết là các bạn đã nghe đến cái hội chứng này bao giờ chưa, nhưng mà post travel blue có nghĩa là sau một chuyến đi rất là vui, khi bạn trở về với cuộc sống hiện tại thì bạn bị kiểu down mood, bị buồn ý, và mình không có tâm trạng để làm bất cứ một cái gì hết. Mình về từ hôm thứ ba tuần trước và đến hôm nay là thứ hai rồi mà mình vẫn cảm thấy rất là chán, rất là không phải là chán, tức là nó mình cứ cảm thấy là sao sao ấy, mình cũng không biết giải thích như thế nào đấy nhỉ. Mình nghĩ thì nếu mà cứ để tình trạng này tiếp diễn thì sẽ không được, thế nên hôm nay mình đã cố gắng lôi máy ra để quay một cái vlog buổi chiều của mình diễn ra như thế nào. Mình hy vọng là cái việc làm vlog, quay vlog này sẽ giúp mình lấy lại động lực một chút xíu. Hy vọng là vậy. Và buổi chiều ngày hôm nay thì lịch trình của mình không có gì đặc biệt. Đã lâu rồi mình không tập thể dục, thế nên hôm nay mình nghĩ là mình sẽ nhảy dây một chút đi. Bây giờ thì mình sẽ đi học nhảy. Thì mình sẽ đưa các bạn đi theo xem là cái buổi chiều của mình sẽ diễn ra như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng bắt đầu một video thôi. Mình cũng nhảy dây rồi nữa. Xem trong này mẹ nó nói gì.